my destiny. I'll be the one who decides, and I will not. Anh ta chính là Nacha. Toàn bộ câu chuyện phải bắt đầu kể từ viên Hỗn Nguyên Châu. Chuyện kể rằng từ hàng ngàn năm trước, một viên Hỗn Nguyên Châu hấp thụ linh khí của trời đất, biến thành một con yêu quái. Vì để hàng phục yêu quái, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phái hai đồ đệ đi thu phục. Một người là nam thần sầu muộn Thái Ất Chân Nhân, còn người kia chính là công tử xấu xa Thân Công Báo. Hỗn Nguyên Châu mặt đầy hung dữ, không lâu sau liền biến thành một con yêu quái khổng lồ. Nó tung một cú đấm, Thái Ất Chân Nhân liền bị đánh bay ra ngoài. Thân Công Báo thấy thế liền vung roi tia chớp ngũ liên đánh nhau với yêu quái, nhưng không được bao lâu cũng bị yêu quái đánh bay đi. Thái Ất Chân Nhân bày tư thế đỡ chính xác cú đấm của yêu quái, rồi huýt sáo một cái gọi cây phất trần ra, quấn chặt lấy nắm đấm của yêu quái. Sau đó ông đưa ra một yêu cầu rất quá đáng, ngươi đánh bay ta đi. Yêu quái chưa từng nghe thấy yêu cầu nào vô lý như thế, vì để thỏa mãn ông ta thì yêu quái lại biến ra thêm mấy tay nữa. Nhìn thấy cảnh này Thái Ất Chân Nhân đơ người luôn rồi. Yêu quái thong dong dạy dỗ ông ta một trận, thậm chí còn dành thời gian chỉnh sửa lại tóc của mình. Nhưng một giây sau, một lò luyện đan từ trên trời bay xuống úp lấy yêu quái. Hóa ra là do Nguyên Thủy Thiên Tôn thì phép nhốt yêu quái vào trong lò luyện đan, luyện nó thành hai viên ngọc, một viên là linh châu chứa tiên khí, còn viên kia là ma hoàn tà ác. Thiên Tôn thì phép hạ chú thiên kiếp, chuẩn bị 3 năm sau dẫn thiên lôi hạ phàm tiêu hủy ma hoàn. Thiên Tôn đặt hai viên ngọc vào trong bảo liên rồi giao cho Thái Ất Chân Nhân, kêu ông ta giao viên linh châu tiên khí cho Lý Tịnh, đầu thai thành đứa con trai thứ 3 của ông ta, hoàn thành nhiệm vụ sẽ phong thưởng thần vị 12 kim tiên cho ông ta. Thấy sư phụ thiên vị sư huynh như thế thì trong lòng Thân Công Báo rất khó chịu, nhưng ông ta lại không dám có bất cứ lời oán trách nào ngoài mặt. Bên kia Ân Thập Nương mang thai đã 3 năm vẫn chưa sinh con được. Vì để thuận lợi sinh con, ngày nào Lý Tịnh cũng dẫn vợ tới chùa miếu thắp hương bái Phật, cầu xin sớm sinh con ra. Không ngờ vừa đập thì đập ra được một vị thần tiên. Mà hôm nay vừa hay là kỳ sinh của Ân Thập Nương, Thái Ất Chân Nhân tính toán thời gian chuẩn bị mở bảo liên. Nhưng vào lúc này quản gia đột nhiên xông vào, ông ta ôm vò rượu đặt bên cạnh chân nhân. Thái Ất Chân Nhân tuy ra vẻ từ chối, nhưng khi quản gia đi thì ông ta ôm vò rượu lên dốc một hơi uống sạch, lát sau liền say ngất đi. Không lâu sau Lý Tịnh tới pháp trường, đúng lúc nhìn thấy quản gia đang dìu Thái Ất Chân Nhân say túy lúy. Nghe vợ có chuyện thì Lý Tịnh không quan tâm nhiều nữa, liền đi tới tung tổ hợp đấm đánh lên bụng Thái Ất Chân Nhân. Cứ thế, ông ta nôn rượu ra. Thái Ất Chân Nhân đầy vẻ nghiêm túc nhìn bảo liên, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không ra tay. Ta không nhớ được mật mã. Ông ta thử liên tiếp mấy lần đều không mở bảo liên ra được. Vào lúc này, ông ta ấn tay xuống thì bảo liên liền tự động mở ra. Hóa ra bảo liên có chức năng nhận diện vân tay. Vào lúc ông ta sắp lấy linh châu ra thì quản gia chuyển sự chú ý của ông ta. Lúc này Lý Tịnh liền tóm lấy quản gia. Thái Ất Chân Nhân phát hiện trên lưng quản gia có phù chú con rối. Lúc mấy người đang tranh chấp thì bà đỡ liền lấy linh châu đi. Bà ta cũng bị phù chú con rối khống chế rồi. Sau đó bà đỡ đặt ma hoàn vào trong bàn xoay. Lý Tịnh muốn ngăn lại nhưng đã muộn rồi. Lá bùa bay lên không chui hết vào bụng vợ ông ta. Đứa trẻ thế này tuyệt đối bạn chưa từng thấy, vừa sinh ra đã khiến trong nhà hỗn loạn rối ren rồi. Toàn thân nó có ngọn lửa bao phủ, sau đó mọc ra tay chân, nó bắn lửa ra phá hủy mọi thứ xung quanh. Vào lúc này Thái Ất Chân Nhân lấy vòng càn khôn ra, sau khi niệm một chuỗi chú ngữ thì vòng càn khôn liền vây lấy Nacha. Dù nó tông ra thế nào cũng không thoát ra được, sau đó vòng càn khôn liền thu nhỏ lại đeo lên cổ Nacha. Thái Ất Chân Nhân muốn diệt trừ Nacha nhưng lại bị Lý Tịnh ngăn cản. Mà vào lúc này, Nacha đột nhiên bùng nổ đánh bay hai người. Thái Ất Chân Nhân lần nữa tới trước muốn diệt trừ Nacha. Lúc nguy cấp thì Ân phu nhân xông ra ôm lấy Nacha, người dân cho rằng Nacha là yêu quái, họ mong vợ chồng Lý Tịnh đại nghĩa diệt thân. Lúc này Lý Tịnh đứng lên nói rằng, ngày sau ta nhất định sẽ dạy dỗ Nacha thật tốt, không để nó ra khỏi cửa nửa bước. Thái Ất Chân Nhân lúc này cũng nói rõ sự tình. Dù giờ giữ lại mạng nó thì nó cũng sống không quá 3 năm, vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hạ chú thiên kiếp vào ma hoàn. Nghe được tin này người mẹ suýt chút ngất đi. Lý Tịnh an ủi vợ rằng, vậy ta đi cầu xin Thiên Tôn giải chú. Chớp mắt một năm trôi qua, Nacha đã lớn lên thành người rồi. Nhưng sức phá hoại của cậu hơn người nên Lý Tịnh chỉ có thể nhốt cậu trong nhà. Hôm nay mẹ lo lắng Nacha nhàm chán liền đề nghị chơi đá cầu. Binh lính thấy thế liền lũ lượt lộ vẻ hoảng sợ. Nacha vững vàng đỡ cầu, thậm chí còn sử dụng rất nhiều kỹ năng. Nhưng lúc này binh lính đề nghị bà mặc áo giáp lên. Nhưng giây sau, không lâu sau mẹ đã đá tới đầu đầy mồ hôi rồi, nhưng bà nhìn thấy con vui vẻ như thế thì tất cả mệt nhọc đều tan thành mây khói. Lúc này binh lính vội chạy vào, hóa ra có yêu quái xuất hiện nên kêu phu nhân đi chi viện. Nacha thấy thế phút chốc liền không vui. Mẹ muốn an ủi Nacha, nhưng cậu vốn không chịu hất tay mẹ ra, lại một mình nhảy lên tường. Nhân lúc mẹ rời đi Nacha chạy tới cửa chia rẽ hai con thú kết giới. Nhân lúc chúng đang đánh nhau, Nacha nhẹ nhàng bước ra khỏi kết giới. Nacha rốt cuộc đáng sợ tới mức nào? Chỉ nghe thấy tiếng cậu đã có thể khiến mọi người náo loạn không yên rồi.
Bên kia một đám trẻ đang bàn bạc làm sao để xử lý Nacha. Khi bọn chúng đang bàn kế sách, thì một tiểu đệ xông vào nói nó đã bố trí bẫy. Chỉ cần Nacha đi tới cây cầu gỗ thì sẽ rơi xuống rồi sẽ chạm phải cơ quan. Nghe thấy kế hoạch này thì lão đại rất vui vẻ. Nhưng vào lúc này một tên khác lại nghĩ tới một lỗ hổng, phải làm sao để Nacha đi lên cây cầu gỗ đây. Đường lúc mọi người không biết làm sao thì tên tiểu đệ đột nhiên lấy mặt nạ xuống, hóa ra nó chính là Nacha. Đám nhóc phút chốc bị dọa bỏ chạy, kết quả bất cẩn chạm phải cơ quan. Cứ thế bọn chúng trải nghiệm hết một lượt toàn bộ cơ quan. Đám trẻ vô cùng tức giận lớn tiếng mắng Nacha là yêu quái. Nghe thấy có người mắng, Nacha trong lúc tức giận đá vào hòn đá. Lúc nguy cấp thì một chùm phất trần liền cứu lấy đám trẻ. Hóa ra Thái Ất chân nhân tới kịp lúc. Sau khi về nhà, Lý Tịnh nhốt cậu trong phòng đồng thời thu nhỏ kết giới xung quanh tới phòng cậu. Nhưng kết giới nhỏ bé này sao có thể giam chân được Nacha chứ? Cậu đi loanh quanh trong nhà thì vô tình phát hiện một bức tranh thủy mặc, cậu nhẹ nhàng chạm tay vào thì bị bức tranh hút vào trong. Không lâu sau cậu liền tới một tiên cảnh. Còn Thái Ất chân nhân đã ở đây chờ cậu lâu rồi, ông lấy ra một cây bút lông rồi tùy ý vẽ lên cây, cây đào phút chốc biến thành một chiếc thuyền gỗ. Thế là Thái Ất chân nhân dẫn Nacha đi trải nghiệm phiêu bạt trốn kỳ ảo một lần. Hóa ra Thái Ất chân nhân muốn nhận cậu làm đồ đệ, nhưng Nacha không có hứng thú, thậm chí còn coi thường ông. Hết cách, ông niệm thần chú liền biến một đám cỏ thành con lợn quay. Nhìn thấy cảnh này Nacha phút chốc thấy hứng thú, thế là Thái Ất chân nhân nhân cơ hội dạy khẩu quyết cho Nacha để cậu tự luyện tập, sau đó ở bên cạnh đánh một giấc. Không biết bao lâu sau, Ân phu nhân tới thăm con trai nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Nacha đâu. Đột nhiên họ nhìn thấy Nacha ở trong hồ nước. Thái Ất chân nhân thấy thế liền vội vàng nhảy xuống ôm Nacha lên, rồi hô hấp nhân tạo cho cậu ấy. Bụng Nacha càng thổi càng to, cuối cùng liền nổ tung. Hóa ra đây là trò đùa dai của Nacha, thuật biến hóa của cậu vậy mà lừa được Thái Ất chân nhân. Vào lúc này Nacha lấy túi bách bảo của ông ra, phát hiện một cây hỏa tiêm thương. Cậu vô tình chạm phải cơ quan, phút chốc châm lửa đốt quần Thái Ất chân nhân. May mà Lý Tịnh tới kịp lúc mới dập được lửa. Lúc này, mẹ kêu cậu bái Thái Ất chân nhân làm thầy. Chỉ cần học được pháp thuật thì có thể chảm yêu trừ ma rồi. Nhưng những thôn dân đó coi Nacha là yêu quái, sao cậu có thể đi trừ yêu diệt ma giúp đám thôn dân đó chứ? Cha chẳng biết làm sao chỉ đành lừa Nacha, nói cậu là Linh Châu chuyển thế, cho nên cậu trời sinh đã có thần lực, người khác mới thấy cậu khác biệt. Bị cha mẹ lừa, Nacha cuối cùng tin bản thân chính là Linh Châu chuyển thế rồi. Nacha được huấn luyện đầy đủ rốt cuộc lợi hại tới cỡ nào, chỉ cần một thương thì có thể hủy trời diệt đất rồi. Nacha tu luyện 2 năm đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng lúc cậu diễn tập, không chỉ phá nhà cửa mà còn làm không ít người dân bị thương. Vì để Nacha tĩnh tâm tu luyện, cha thu lại vũ khí của cậu, kêu cậu theo sư phụ học ngồi thiền. Nhưng Nacha một lòng muốn ra ngoài, vốn không tĩnh tâm được. Thế là cậu lén trộm bút lông của sư phụ, rồi tự chạy ra ngoài. Nhìn thấy là một tên nhóc thì yêu quái ra vẻ không thèm chấp, kết quả dây sau Nacha liền đâm vào bụng nó, rồi lại một cú đá nó bay ra ngoài. Yêu quái bị đánh cho hoảng sợ, nó biến thành một vũng nước muốn trốn chạy. Nhưng Nacha sao có thể để nó dễ dàng trốn thoát, thế là đuổi theo phía sau không tha. Trong lúc yêu quái trốn chạy còn bắt đi một bé gái. Nacha muốn dùng hỏa công nhưng lại sợ làm bị thương tới cô bé, hết cách chỉ đành bám chặt theo sau. Khi nó đang đắc ý thì mặt biển nhanh chóng đông cứng lại, mông yêu quái liền đáp trên mặt băng. Vào lúc này, một người thần bí chậm chậm hạ xuống nói rằng: "Bé con, tránh xa chút để ta cứu muội muội ngươi." Người thần bí dùng vài ba chiêu đã đánh ngã được yêu quái. Lúc hắn muốn giải quyết yêu quái, đột nhiên một viên băng đập tới, cô bé rơi vào trong tay Nacha. Nhưng không ngờ Nacha vậy mà tặng cô bé cho yêu quái, cậu còn nói rằng, ngươi chờ đó, ta xử lý hắn xong thì đánh tiếp với ngươi. Nacha liền đâm tới, lại bồi thêm một cú đá, đá người thần bí ra ngoài. Vào lúc này, người thần bí đứng dậy, nhưng Nacha không phục lại đánh nhau với người thần bí. Nacha nhân lúc hắn không chú ý liền tháo áo choàng của hắn ra, hóa ra hắn chính là con của Long Vương, Ngao Bính. Nhân lúc hai người đánh nhau thì yêu quái thổi bong bóng ra. Nacha hiếu kỳ chạm vào, kết quả phút chốc tay liền bị hóa đá. Hóa ra bong bóng yêu quái thổi ra, chỉ cần bị chạm phải sẽ bị hóa đá. Lúc này hai người đã bị bong bóng bao vây rồi. Vào lúc này yêu quái nuốt cô bé vào bụng trước mặt họ. Nhìn thấy cảnh này Ngao Bính tức giận, hắn linh hoạt tránh được tất cả bong bóng rồi tung một đấm đánh vào bụng yêu quái. Phút chốc yêu quái nôn cô bé ra nhưng cô bé đã bị hóa đá rồi, ngay cả cơ thể Ngao Bính cũng bị hóa thành đá. Nacha thấy thế dùng tay hóa đá đập tất cả bong bóng. Yêu quái thấy vậy tiếp tục thổi bong bóng ra, nhưng Nacha lại tóm lấy Ngao Bính biến hắn thành cái khiên, sau khi dùng xong lại ném Ngao Bính ra. Nacha bôi thuốc giải lên người Ngao Bính, không lâu sau thì cơ thể của họ đã khôi phục lại như thường. Vì cảm ơn ơn cứu mạng của Nacha, Ngao Bính tặng một con ốc biển cho cậu. Chỉ cần thổi ốc biển Ngao Bính sẽ xuất hiện, nói xong Ngao Bính liền rời khỏi bờ biển. Chờ khi người dân chạy tới thì chỉ nhìn thấy Nacha và cô bé. Bọn họ cho rằng là Nacha bắt cóc cô bé đi, thế là ùn ùn chỉ trích Nacha và còn muốn nhốt cậu lại. Vào lúc này thì vợ chồng Lý Tịnh chạy tới, vì để xoa dịu người dân nên họ chỉ đành nhốt Nacha ở trong nhà. Hôm nay là sinh nhật của Nacha nhưng cậu lại không hề vui vẻ. Vừa nãy thân công báo tới nói với Nacha, cậu không phải Linh Châu mà là Ma Hoàn. Nacha khi biết được sự thật sao vui nổi đây.
Thái Ất chân nhân tặng Hỗn Thiên Lăng và Hỏa Tiêm Thương cho cậu làm quà sinh nhật, còn tặng vật cưỡi của mình cho Na Tra. Na Tra vươn tay chạm vào, chú lợn trắng phút chốc hóa thành phong hỏa luân. Lúc này mẹ đến nói với Na Tra, con à, chớp mắt đã 3 năm rồi, mẹ thật muốn nhìn con khôn lớn. Lúc này mắt Na Tra đã ngấn lệ rồi. Cha an ủi hai mẹ con rồi tặng cho Na Tra một túi phúc bình an. Ông nói với Na Tra là con đường sau này còn rất dài, đừng quan tâm cách nhìn của người khác. Na Tra đáp lại, con còn có ngày sau sao, con biết hết rồi. Sau đó Na Tra niệm thần chú, vòng càn khôn giải trừ phong ấn. Na Tra hoàn toàn mất đi ý thức nên đánh nhau với cha. Thái Ất chân nhân khống chế phất trần trói Na Tra lại. Nhưng Na Tra đã giải trừ phong ấn nên pháp lực tăng mạnh, Thái Ất chân nhân vốn không phải đối thủ. Lý Tịnh bị đánh bay vào không trung, Na Tra dùng Hỗn Thiên Lăng trói ông lại. Cậu ném Hỏa Tiêm Thương về phía cha, nhưng một sức mạnh thần bí cản đòn chí mạng này lại. Hóa ra là Ngao Bính ngăn cản Na Tra. Hắn cứu Lý Tịnh, Hỗn Thiên Lăng đứt từng mảnh quay về bên Na Tra. Hai người quyết đấu kịch liệt, Ngao Bính đông cứng Hỏa Tiêm Thương lại, đồng thời ném vòng càn khôn ra để Thái Ất chân nhân phong ấn ma hoàn. Na Tra muốn chạy nhưng đã không kịp rồi, vòng càn khôn vây lấy Na Tra sau đó đeo vào cổ cậu. Na Tra lúc này cuối cùng cũng khôi phục lại lý trí rồi. Vì để không làm hại người khác, cậu đạp lên phong hỏa luân rồi bỏ nhà ra đi. Ngao Bính giải trừ nguy cơ cũng muốn rời đi, nhưng lại bất cẩn bị Lý Tịnh kéo áo choàng xuống. Mọi người nhìn thấy sừng trên đầu Ngao Bính ùn ùn nói hắn là yêu quái. Thái Ất chân nhân cũng nhìn thấy dấu ân linh châu trên trán hắn, phút chốc hiểu ra, hóa ra hắn chính là linh châu chuyển thế. Vào lúc này thân công báo đứng ra, hắn mê hoặc Ngao Bính, chỉ cần tiêu diệt tất cả mọi người, chuyện trộm linh châu sẽ không bị thiên đình biết được. Thế là Ngao Bính dùng thần lực, tập trung tất cả nước biển tới trên bầu trời Trần Đường Quan, hắn muốn hủy diệt mọi thứ nơi này. Bạn tuyệt đối sẽ không ngờ tới, một người cha vì cứu con mình có thể làm được những việc gì. Hóa ra khi Lý Tịnh biết Na Tra chỉ có 3 năm tuổi thọ, ông vội tới cửa không hư cầu xin Thiên Tôn giải lời nguyền thiên kiếp, nhưng Thiên Tôn lại đang bế quan không biết lúc nào mới ra ngoài được. Không còn cách nào, Lý Tịnh chưa đánh đã lui. Vào lúc này, đám mây trường sinh nói với ông là còn có cách khác, ông ta lấy bùa đổi mạng, chỉ cần lúc thiên lôi tới, dán bùa đổi mạng lên người thân thì thiên lôi sẽ chuyển lên người khác. Vì cứu Na Tra, Lý Tịnh quỳ xuống trước mặt Thái Ất chân nhân nói rằng: "Ta đã quyết định dùng mạng ta đổi mạng cho Na Tra rồi." Đám mây hỏi: "Na Tra là gì của ông?" Ông đáp: "Nó là con ta." Na Tra cuối cùng cũng biết, hóa ra cha luôn bảo vệ mình, cha tặng túi phúc bình an cho cậu chính là bùa đổi mạng. Bên kia, Ngao Bính đang thi phép muốn hủy diệt Trần Đường Quan. Vợ chồng Lý Tịnh muốn ngăn cản lại bị đông thành băng. Lúc nguy cấp Na Tra quay lại rồi, cậu làm tan băng cho cha mẹ. Na Tra lúc này vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì. Sư phụ nói với cậu là thân công báo trộm linh châu để nó đầu thai thành Ngao Bính, vì không để cho Thiên Tôn biết chúng muốn diệt hết người của Trần Đường Quan. Vì cứu cha mẹ và người dân nên Na Tra gia nhập chiến đấu. Sư đồ hai bên bắt đầu đánh nhau. Thái Ất chân nhân lấy Sơn Hà đồ ra hút bọn họ vào trong, nhưng không ngờ thân công báo lại trói lấy chân ông kéo ông vào cùng. Thái Ất chân nhân lấy bút lông ra, muốn vẽ lối ra nhưng lại bị thân công báo ngăn cản. Thế là hai bên lần nữa đánh nhau, cuối cùng bốn người bị đông thành một quả cầu. Na Tra dùng chân nhặt lấy bút, cậu tùy tiện vung một cái thì mặt đất liền nứt ra khiến bọn họ liền rơi xuống, người bên ngoài tranh nhìn tới ngây người. Lúc nguy hiểm Na Tra cuối cùng vẽ được lối ra, mấy người cũng quay lại được thế giới hiện thực. Ngao Bính bay lên không trung hóa thành một con rồng lớn đạp trên mặt băng. Thấy Trần Đường Quan gặp nguy cơ trong sớm chiều nên Na Tra niệm thần chú, Nhật Nguyệt cùng sinh, Thiên Linh trùng nguyên. Na Tra giải phóng ra một nửa năng lượng của ma hoàn, rồi lao về phía tường băng trên không, liều mạng đội bức tường băng lên. Ngao Bính thấy thế liền ra sức đè xuống. Na Tra dùng hết sức biến ra ba đầu sáu tay liều mạng đội bức tường băng lên, rồi dẫn tam muội chân hỏa ra, phút chốc làm tan ra bức tường băng. Ngao Bính cũng muốn trốn chạy lại bị Hỗn Thiên Lăng trói lại. Một đám lửa xông tới nhưng Na Tra không làm hắn bị thương. Ngao Bính ngạc nhiên hỏi, vì sao không đâm? Na Tra đáp lại, ngươi là người bạn duy nhất của ta. Sau đó Na Tra quay về mặt đất. Vào lúc này trên trời xảy ra dị tượng, lời chú thiên lôi sắp giáng xuống rồi. Na Tra sau khi quay về thì trói cha mẹ lại, rồi lẩm bẩm nói rằng, mạng ta tự ta gánh, không liên lụy tới người khác. Na Tra sẽ tan bùa đổi mạng đốt thành cho bụi rồi nói với cha mẹ, hôm nay là tiệc sinh nhật con, không được khóc, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi. Trước khi từ biệt, Na Tra quỳ trước mặt cha mẹ cảm ơn dưỡng dục 3 năm nay của họ. Sau đó Na Tra bị hút lên trời, thiên lôi đánh lên người cậu. Đột nhiên một luồng sáng lướt tới, Ngao Bính cũng chui vào trong thiên lôi. Hai người nắm tay nhau, ma hoàn và linh châu trong cơ thể họ vậy mà xảy ra phản ứng, hút toàn bộ năng lượng của thiên lôi vào rồi lại đánh ngược lại thiên lôi. Hai nguồn năng lượng xảy ra va chạm trực tiếp nổ tan trên không. Thái Ất chân nhân ở bên dưới thầm nghĩ, không biết cộng thêm ta thì có chống lại được không. Sau đó ông bay vào không trung, mở bảo liên ra rồi đưa hai người vào. Sau khi luồng sáng qua đi, mọi thứ yên ắng trở lại. Cha mẹ tìm kiếm Na Tra trong đống đổ nát, lúc này mẹ tìm thấy bảo liên bảy màu. Bảo liên từ từ mở ra, vậy mà xuất hiện hồn phách của Na Tra và Ngao Bính. Hóa ra thiên lôi hủy thân xác họ nhưng bảo liên bảo vệ hồn phách của họ. Cuối cùng Na Tra bảo vệ được Trần Đường Quan, còn người dân cũng công nhận Na Tra. Còn về Ngao Bính vì sao lại muốn hủy Trần Đường Quan, rồi vì sao lại muốn cùng tiến cùng lùi với Na Tra? Câu chuyện này vẫn phải bắt đầu kể từ Đông Hải Long Cung. Long Cung thế này bạn tuyệt đối chưa từng thấy, không chỉ không có nước mà hơn nữa khắp nơi toàn là dung nham.
Hàng ngàn năm nay Long tộc bị sắp xếp ở nơi sâu nhất dưới đáy biển, phụ trách trông coi yêu quái thế gian, nhưng họ cũng khát vọng thành tiên. Vì để thăng lên thiên giới, Long Vương kêu thân công báo trộm lấy Linh Châu, sau đó ông nôn ra một quả trứng rồng, trong phút chốc Linh Châu bao bọc lấy trứng rồng. Đây chính là Ngao Bính. Chớp mắt 3 năm trôi qua, Ngao Bính đã khôn lớn. Lần đầu tiên ra biển lại gặp được Na Cha, họ không đánh không quen biết rồi còn thành bạn tốt duy nhất của nhau. Nhưng sư phụ lại nói với hắn Na Cha chính là Ma Hoàn, lúc thiên kiếp tới Ma Hoàn sẽ đại khai sát giới. Tới lúc đó chỉ cần giết Na Cha, thì có thể lập công cho thiên đình và bước lên thiên giới. Long tộc có thể thoát khỏi địa ngục đáy biển không, phải dựa vào Ngao Bính rồi. Ngao Bính trong lòng lương thiện vốn không tin Na Cha sẽ biến thành ma đầu, nhưng lời cha khó cãi nên hắn chỉ đành đồng ý. Trước khi hắn xuất phát thì Long Vương nhổ vảy rồng của mình xuống, sau đó tất cả Long tộc cũng nhổ vảy xuống làm vạn long giáp cho Ngao Bính. Vạn long giáp này kiên cố không gì đâm được. Ngao Bính khoác vạn long giáp cộng thêm là Linh Châu chuyển thế, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của Long tộc, còn bị Na Cha dạy dỗ một trận. Ngao Bính nói với Na Cha rằng, ta là yêu tộc, từ giây phút sinh ra thì vận mệnh đã được định sẵn rồi. Nhưng Na Cha tức giận nói rằng, nói bậy, nếu vận mệnh bất công thì phải tranh đấu với nó tới cùng. Đúng vậy, bản thân muốn thành người thế nào vốn không cần quan tâm cách nhìn của người khác. Bộ phim này có tên là Na Cha, ma đồng giáng thế. Khi vừa ra mắt đã tạo ra cơn sốt phòng vé, được đánh giá 7,5 điểm trên IMDb. Vậy còn các bạn thấy sao? Trên thang điểm 10 các bạn đánh giá bộ phim này được mấy điểm? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.